Hôm nay nhà em có món trần giò luộc các bác này. Chẳng nhẽ là món trần giò luộc lại cũng phải quay video nhỉ? Nghe nó cũng có cái gì đấy sai sai. Và cái này các bác cứ cho nhỏ lửa nha. Đấy, nhà em muốn đập một củ hành vào đây này. Nó thơm. Luộc 15 đến 20 phút tùy cái chân giò to hay nhỏ, nó đến khi nó chín rồi ấy thì các bác vớt ra. Ở đây mình để nguội và bỏ trong tủ lạnh. Đến lúc nào mà ăn thì ta đem ra chặt, thế là xong. Đây các bác nhé, đây là cái chân giò ăn luộc ban sáng này. Mục đích mà làm chân giò rồi hướng dẫn các bác luộc chân giò chắc là các bác cũng không dở hơi lúc đấy đấy đâu. Mà em muốn đề cập đến một cái chủ đề là tiết kiệm một cách hợp lý. Ví dụ nhà có khách thì các bác chặt cả cái chân giò này ra bày nó cũng đẹp. Còn nếu mà chỉ có gia đình không thì mình cố gắng làm sao đấy mà nó vừa tiết kiệm mà vừa hợp lý. Đây giờ em tạm thời em bố chân giò ra nhá. Đấy các bác thấy không? Để vào giữa cái móng này mình xẻ này rất là dễ. Mình cứ theo cái thớ này mình lọc rất là dễ các bạn. Nào không nữa thì mình cắt đi thôi. Xẹt quá thì mình cắt đi thôi. Này không? Xuống đến phần dưới này nhá. Chung là các bác cũng thông cảm một tí là em không phải là dân chuyên nghiệp, cho nên là làm khi nó lóng ngóng rồi quay video thì nó cũng góc được góc mất mà, thông cảm nha. Còn là nếu mà được thì mong các bác ghi nhận phần là ý tưởng cho em. Ôi đã đúng không? Được cái nha. Cái vào đây, xử lý thằng này đã. Thì ra làm này này bác, các bác cứ nghiên cứu cái khớp cho em nhé. Cứ để vào khớp và cắt thì mới cắt được. Chứ còn không là nói thật là phải có dao xịn của các cái nhà hàng sale thì họ mới làm được. Chứ dao của anh em mình ở nhà là không chiến nổi với cái món xương này này đâu. Rồi, ok. Để em đây. Ở phần xương này là tí em sẽ trình bày với các bác. Còn bây giờ cái phần chân giò này em sẽ cắt mỏng các bác nhé. Và nói thật với các bác là làm này nó dễ ăn hơn. Nó cũng không khác gì cái chân giò bình thường đâu. Nhưng mà cắt biết nó dễ, không nể. Giờ khách khứa vào nhà mà lại cứ chưa chi lại sắn váy áo lên đạp chân giò thì nó phức tạp. Đây xương này con. Thật với các bác là cái xương này đang chất lượng lắm. Đã luộc được mấy chục phút đâu. Mình ninh xương đang ninh cả tiếng, 2 tiếng cơ mà. Đó. Thật là cái này tiếp khách thì chẳng có ai làm cả, nhưng mà gia đình nhà mình thì mình cứ mạnh dạn mà làm chứ. Vợ em đang bảo nửa bỏ nửa bò gạo ở đây lại thành nửa cháo. Quá chuẩn rồi. Có vấn đề gì đâu. Các bác thích cháo cũng được mà thích canh cũng được. Nước xương mà. Đấy. Đây bạn này. Sản phẩm ra sau hơn một tiếng ninh của tôi đây. Đấy các bạn xem này, nước nha, như nước sữa luôn. Đấy bạn thấy chưa nhỉ, như nước sữa luôn. Đây là tôi không có điều kiện, tôi chặt nhỏ hết cái xương ra đấy bạn nhé. Còn nếu mà mình có dao sắc mình chặt ra nữa thì tuyệt vời. Tôi còn là một ít cái rong biển, cũng không nhiều lắm đâu, còn có một tí thôi. Đây chắc độ khoảng 3-4 nghìn rong biển là cùng. Đó. Còn con đây rồi. Tôi bỏ vào với cái món xương hầm của mình các bạn nhé. Trông có một tí như vậy thôi. Nhưng cái rong biển nó sẽ nở ra rất là nhiều. Chúng ta đậy nồi lại trong vài phút các bạn nhé. Cái canh rong biển chúng ta nấu ấy, nó sẽ có cái mùi nó hơi tanh tanh một chút. Và tôi đã tìm ra một cái mẹo giúp cho canh rong biển không hề tanh. Hoàn toàn mùi tanh các bạn ạ.
Đây các bạn ơi, đây là hạt bắc khén các bạn nhé. Chúng ta có thể cho thêm một ít cái hạt bắc khén vào, chỉ một ít thôi, chứ nếu chúng ta cho nhiều quá thì nó lại sẽ nồng. Và tôi nghĩ là đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ẩm thực miền biển và ẩm thực miền núi. Chúng ta tiếp tục đây nồi lại và ninh trong khoảng 2 phút nữa các bạn nhé. Ok, vậy là được rồi các bạn nhé. Tôi tắt bếp để hoàn thành món ăn của mình. Cái khủng xương này thì tôi nghĩ là nó đã hoàn thành cái sứ mệnh lịch sử của nó rồi. Chúng ta bỏ thôi các bạn nhé, cho nó khỏi khỏi chật bát. Trời, những tháp này hiệu quả các bạn nhé. Nước quá chất lượng. Đây các bác ơi, đây là bát canh của nhà hàng xóm. Sau khi tận dụng cái nguyên liệu là một cái khẩu phần xương mà theo như tôi đánh giá là có thể là bỏ đi được rồi nhé, nhưng mà khéo léo tận dụng thì chúng ta có một bát canh rất là chất lượng. Chúc các bạn thực hiện thành công.